Tiếp tục hành trình đi lắp ráp những bộ năng lượng mặt trời. Và mình đang ngồi trên xe ô tô xuyên đêm. Hiện tại thì bây giờ đang là rạng sáng rồi. Bây giờ thì mình đang có mặt tại một cái địa điểm, đó chính là Bố Trạch, Quảng Bình, để lắp một cái hệ thống pin năng lượng mặt trời 11 kW. Ở đây là cái địa chỉ mà mình đang đến để lắp ráp và thi công đây. Đó. Với cái hệ thống này thì nhà anh chủ sẽ sử dụng là hai máy biến tần Lumen Chi bản xăn 5,5 kW đấu song song, tạo thành hệ là 11 kW, để mà nuôi cho hệ thống. Đây là nhà xưởng máy may, cũng như là sẽ kéo cái điện từ ở đây về bên nhà bên cạnh là nhà ở để sử dụng. Thì ở đây bên mình đang lắp ráp các cái dây nhôm này và sẽ bắt các cái tấm pin lên đây, bao gồm là 28 tấm pin Longji hàng loại A 2 mặt kính. Với cái hệ thống này sẽ sử dụng là 28 tấm cho hai máy, tức là mỗi một máy sử dụng 14 tấm. Với công suất của nó thì nó khoảng tầm 12 kWh. Và hai cái máy biến tần này thì khi kết hợp song song thì nó sẽ tương đương với là 11 kWh. Đó, sau khi bắt xong các tấm pin lên máy này thì nó cũng sẽ trông rất là đẹp này, và đặc biệt là chống nóng rất là tốt cho cái những công nhân làm việc ở bên dưới. Mặc dù đây là một cái tôn cũng kiểu như chống nóng rồi, nhưng mà khi có lớp này lên thì nó sẽ chống nóng còn tốt hơn nữa. Và nhìn bên xung quanh ở đây thì trông nó cũng rất là đẹp. Và bên mình thi công thì thường để lại những cái khe hở như kia để mọi người có thể đi vào trong. Ví dụ như anh chủ anh có thể thỉnh thoảng lên để lau các tấm pin này để nó tăng hiệu suất lên. Đó, nhìn trông cũng rất là đẹp luôn, 28 tấm pin nhá. Với ở đây thì nắng Quảng Bình, nắng miền Trung, cho nên là cái độ hiệu quả về pin năng lượng mặt trời sẽ rất là cao. Nắng nó rất là gay gắt luôn. Và bên mình cũng đang thi công các đường dây này, cũng như là các cái ống gen này, thì sẽ đi để cho nó kín dây này, cho nó thẩm mỹ cũng như là chống bị chuột cắn. Đó, các khe hở này thì cũng khá là rộng để cho nó che nắng ở cái diện mà nó rộng nhất có thể trên cái máy này, để chống nóng bên dưới tốt hơn, cũng như là đường đi nó dễ dàng hơn. Đứng trên máy và nhìn sang xung quanh thì mình cũng đã phát hiện có một cái ngôi nhà ở bên cạnh kia, họ cũng đang sử dụng năng lượng mặt trời này, mọi người thấy này. Đó. Và bây giờ thì năng lượng mặt trời nó cũng đạt đến cái mức khá là rẻ rồi, rất là rẻ rồi và dễ đầu tư, cho nên là cái hiệu suất của nó cũng sẽ rất là cao. Còn ở chỗ này chính là cái ổ điện tổng của khu vực xưởng máy may của nhà anh chủ này. Dây điện nó cũng khá là nhiều. Với cái hệ thống này thì nó sẽ sử dụng cả điện 3 pha. Sau đó thì sẽ một phần lấy ở đây, và bên mình sẽ thi công lắp đặt để nó hòa lưới vào đường này. Với cái hệ thống này thì bên mình đang thi công và nó sẽ là hệ thống hòa lưới bám tải, chạy có lưu trữ và chạy luôn được khi mất điện, mọi người nhé. Chủ động được cái nguồn điện khi mất điện. Sau khi mình thi công xong cái khu vực của mình là khu kỹ thuật lắp ráp các cái ổ điện rồi là máy móc như thế này, và tủ điện như này, thì đường dây cũng sẽ bố trí gọn gàng lại trở lại cho anh chủ nhà cho tính thẩm mỹ rất là cao nhất có thể. Đây là cái tủ điện hybrid này, bao gồm là ATS 3 pha đấu thành 1 pha và nó sẽ chuyển nguồn tự động khi mất điện hay có điện. Đó, có chỗ này là một cái công tơ theo dõi cái điện áp từ ngoài cột vào, thì hiện tại bây giờ đang hệ thống đang lấy điện từ ngoài cột, tức là điện lưới chỉ có mấy watt thôi, vừa nuôi cho hệ thống nhà mà cũng vừa nuôi luôn cho hệ thống khu vực xưởng máy may như này, và gần như hoàn toàn lấy từ năng lượng mặt trời. Đó, khi mà trời nắng như này thì rất là nhiều thời gian nó sẽ còn thừa công suất và nó sẽ sạc vào pin. Với cái khối pin ở đây thì đang sử dụng là khối lithium 325Ah, chứa được tương đương với 16,64 số điện, mọi người nhé, để nó đáp ứng cho cái nhu cầu bù nắng khi bị thiếu nắng này, và đặc biệt là sử dụng lúc ban đêm. Sau khi thi công xong thì bên mình đã trên đường về rồi. Và những ai chúng ta có nhu cầu về lắp ráp năng lượng mặt trời với các hệ to nhỏ khác nhau thì mọi người có thể liên hệ số điện thoại ở góc dưới bên tay trái của video này nhé. Còn bây giờ mình kết thúc video tại đây.